Sáng nay, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Trần Phước Sơn có buổi tiếp đón đoàn công ty Informeros từ Vương quốc Anh về công tác tổ chức diễn đàn phát triển đường bay châu Á năm 2022, Route Asia năm 2022 trong tháng 6 tới. Báo cáo với lãnh đạo thành phố Đà Nẵng, đại diện công ty Informeros, đơn vị tổ chức cho biết qua khảo sát thực địa tại Đà Nẵng vừa qua, đánh giá Đà Nẵng hội tụ mọi điều kiện để có thể tổ chức sự kiện diễn đàn phát triển đường bay châu Á năm 2022, đồng thời ghi nhận và đánh giá cao công tác chuẩn bị chu đáo cho sự kiện này của thành phố Đà Nẵng. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trần Phước Sơn cho biết vào năm 2019, Đà Nẵng đón hơn 100.000 chuyến bay và 15 triệu lượt du khách, là một trong những địa điểm thu hút du khách tại Việt Nam. Theo đó, diễn đàn phát triển đường bay châu Á năm 2022 góp phần sớm khôi phục lại các đường bay thành phố đã có trong năm 2019 và thúc đẩy hợp tác đầu tư với các doanh nghiệp hàng không. Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng đề nghị các đơn vị liên quan đảm bảo an ninh, an toàn, công tác phòng chống dịch cho sự kiện và tổ chức nhiều hoạt động để chào đón đoàn.